Em chào mình, em đã đến với em Tùng Audio Hải Dương. Đây là thiết bị bảo vệ nguồn DBX SVM038 phiên bản quản lý nguồn giá rẻ, chưa đến 1 triệu đồng anh em ạ. Rất nhiều anh em hỏi em về phiên bản quản lý nguồn này và hôm nay thì bên em Tùng lại tiếp tục lên sóng một video nữa về dòng quản lý nguồn của DBX. Anh em biết rằng là thương hiệu của DBX họ làm quản lý nguồn thì cực kỳ bền rồi, sử dụng tải cao, an toàn và giá rất là hấp dẫn nữa. Hiện tại thì bên cả anh em đang xả với giá hơn 900.000 đồng. Nếu anh em nào có nhu cầu liên hệ bên em Tùng Audio theo số thoại 0979629336, chốt ngay một con quản lý nguồn về bảo vệ dàn máy âm thanh hình các bác nhá. Và bây giờ thì cùng anh em tìm hiểu chi tiết hơn nữa về công dụng và cách thức sử dụng đến từ DBX SVM038 nào. Về phiên bản quản lý nguồn thì chúng ta sẽ có hai chế độ để bật tắt ở trên quản lý nguồn DBX SVM038 anh em đã được nhìn thấy trực tiếp trên video ngày nay rồi. Và trước khi đi vào phần hướng dẫn cho anh em cách bật tắt thì chúng ta sẽ tham khảo qua một vài tính năng cũng như là về hình thức giao diện đã. DBX SVM038 sẽ là phiên bản màu đen cho anh em dễ phối đồ, có 8 ổ cắm phía mặt sau lõi đồng 100%, chống mo ve chập chờn rất tốt các nhá. Thêm hai ổ cắm mặt trước để anh em thể cắm thêm thiết bị đồ điện dân dụng nữa hoặc là thiết bị thường xuyên sử dụng như là sạc điện thoại, và khi anh em đi làm loa kéo chẳng hạn, chúng ta cho thuê loa kéo thì nhiều bác là sử dụng là ngồi bấm điện thoại thì chúng ta có thể là cắm trực tiếp vào đây hoặc là cắm với máy tính và cắm với tivi là đều được cả các nhá. Ra sử dụng các cái ổ cắm này cắm thiết bị âm thanh và đồ điện dân dụng nữa. Có thêm mặt màn hình điện tử hiển thị nguồn điện áp với các chế độ tính năng bật tắt rất đơn giản, thì nó nằm ở các phím bấm này. Từ CS1 đến CS8 là các phím mềm, chúng ta hoàn toàn có thể bật tắt theo chế độ từng thiết bị. Bác muốn bật cổng nào, tắt cổng nào hãy thao tác trên các phím bấm cho em. Đấy, bật từ 1 lên 8 hoặc là 8-11 anh em cứ thao tác ở các phím bấm này, muốn bật cổng nào tắt cổng nào hãy thao tác trên các phím bấm cho em. Rất đơn giản, không có gì khó khăn cả. Đó là cách đầu tiên để anh em muốn bật, muốn tắt các thiết bị âm thanh trên dàn máy. Còn cách thứ hai nữa là chúng ta có thể bật cả dàn máy hoặc tắt cả dàn máy, không cần phải thao tác bấm từng thiết bị nữa. Hãy nhấn cho em nút SVK trên này, kích hoạt chế độ tự động tắt từ 8 về 1 hoặc là bật từ 1 lên 8, chỉ cần bấm một nút thôi là có thể bật được cả dàn máy, tất cả dàn máy rồi. Anh em để tủ đồ thì quá hay rồi, có một cái thiết bị là bật tắt không cần phải thao tác từng thiết bị nữa, đúng không ạ? Đấy, bật theo chế độ tự động, bật từ 1 đến 8 này, đèn chuyển màu xanh tức là đã có trạng thái hoạt động, còn đèn chuyển màu tối thì đang ngưng trạng thái cấp điện rồi. Và khi chúng ta muốn bật nút SVK này thì đồng thời các bác hãy cắm cho em các cái đường cổng tín hiệu đúng cho em nhá. Những cổng đầu tiên luôn luôn là những cổng đường vào lấy tín hiệu mic vang lên tiếng lọc xì. Các bác có những cái thiết bị nào em đọc tên trên này, các bác cắm cho em những cổng đầu tiên 1, 2, 3, 4 hoặc là 5, 6, cuối cùng là âm ni có sức để bác cắm cho em 6, 7, 8 để khi mà chúng ta muốn bật muốn tắt nhấn SVK có thể bật được cả dàn máy, tất cả là máy, chắc chắn là sẽ không có hiện được kêu sử dụng ở loa khi chúng ta đã cắm đúng các đường cổng thiết bị đầu vào trước và cuối cùng là âm công ni công suất cũng đợi. Đấy. Và em thấy nhiều bác là bật tắt dàn máy có hiện tượng là kêu sử dụng ở loa, đúng không ạ? Đó là cái thao tác anh em quy trình bật tắt sai dàn máy đấy. Khi chúng ta cắm khi chúng ta muốn bật thì chúng ta hãy nhớ cho em cứ bật là phải bật từ phần tín hiệu, tắt luôn luôn là tắt được phần công suất. Khi mà chúng ta để tủ đồ nữa thì có nhiều bác là rất thích mua những phiên bản thiết bị nào phải có mặt trước cơ. Nếu như chưa có quản lý nguồn về thì đa phần anh em phải mua những cái thiết bị có công tắc một mặt trước để khi muốn bật muốn tắt thì nó thao tác đơn giản hơn. Vì chúng ta để tủ đồ, để ở tủ đồ thì nếu như công tắc nguồn ở mặt sau thì ta bật tắt rất là khó. Nếu như có quản lý nguồn về thì khác các bác nhá. Chúng ta chỉ cần cắm cho em vào thiết bị quản lý nguồn thôi và sau đó chúng ta chỉ cần nhấn một nút là có thể bật cả dàn máy, không cần quan tâm các thiết bị đó có công tắc nguồn phía trước hay phía sau, rất là đơn giản. Và đây là át chịu cháy C63. Rất nhiều anh em hỏi em cái át này sử dụng như thế nào thì xin thưa các bác anh em rằng là đây nó là một cái át tự động. Khi mà phát hiện ra lỗi cháy chập lỗ, át này sẽ tự ngắt cầu dao, chúng ta không cần phải thao tác vào cái phần cầu dao này. Thế là khi mà có nguồn điện nó chạy vào quản lý nguồn quá lớn thì đương nhiên rồi, quản lý nguồn sẽ phát hiện ra vấn đề lỗi, nó sẽ tự động ngắt cầu dao. Cũng như việc là chúng ta sử dụng dàn máy âm thanh vậy, chúng ta đang sử dụng dàn máy âm thanh có vấn đề cháy lỗ hoặc là chập thiết bị thôi thì cái nguồn điện thải trong thiết bị đó rất là lớn, nó có thể chạy trực tiếp sang các thiết bị khác nếu như không có quản lý nguồn. Còn khi mà đã có quản lý nguồn thì đương nhiên anh em đang cắm thiết bị trên quản lý nguồn, chắc chắn rồi cái quản lý nguồn nó sẽ tiếp thu cái nguồn điện đấy đầu tiên và nó sẽ kiểm tra và nó phát hiện ra lỗi và nó sẽ tự ngắt ra ngay nguồn điện. Thế như là khi mà chúng ta sử dụng mà không có quản lý nguồn thì chắc chắn nó sẽ lây lan ảnh hưởng đến các thiết bị khác, có thể là cháy cả dàn máy âm thanh. Và đó chính xác là công dụng của quản lý nguồn khi bảo vệ dàn máy âm thanh gia đình với át chịu cháy C63. Và đây là một trong những thiết bị mà em nhận thấy là rất nhiều anh em sử dụng và đánh giá rất là cao. Và hôm nay thì bên em Tùng Audio tiếp tục lên sóng cho anh em phiên bản quản lý nguồn chất nữa. Các bác nhìn thấy dây dắt cắm nguồn của DBX rồi, các bác nhìn thấy phiên bản SVM038 chưa, rất là to, đảm bảo độ tải lớn lên tới 250V. Và đây sẽ là một cái thiết bị rất là quan trọng cho anh em bảo vệ dàn máy âm thanh gia đình này, sự kiện, phòng trà, sân khấu đều được. Và giá thì bên em cả anh em đang sáo giá hơn 900.000 đồng. Nếu anh em đang có nhu cầu cần mua quản lý nguồn DBX SVM038 liên hệ ngay theo số điện thoại bên em Tùng Audio 0979629336 để đặt hàng và hưởng ngay mức giá ưu đãi cực kỳ đặc biệt tới từ DBX SVM038 bên cả anh em nhé. Xin chào các bác.